Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với cái video tiếp theo. Video này mình sẽ nói về order flow. Thì order flow hay là OF nó là cái nỗ lực mua cuối cùng trước khi giá giảm hoặc là bán cuối cùng trước khi giá tăng. Đấy thì ví dụ như đây, mình sẽ có là gì? Một cái lực, ví dụ như đây, bán cuối cùng trước khi tăng lên hoặc là tăng cuối cùng trước khi giảm xuống. Tăng cuối cùng trước khi giảm xuống đó. Thì với cấu trúc thì mình có thể là quay nó là một cái nhịp điều chỉnh đó, một cái nhịp hồi ấy. Đây ví dụ như giá đang tăng lên thì đây cái nhịp này cả một cái nhịp điều chỉnh này nó chính là order flow. Tương tự như cái bên này đây, đó là tăng lên cuối cùng trước khi giảm xuống, thì đây là cả một nhịp cấu trúc, có thể là một cái nhịp cấu trúc nhưng mà với order flow ấy nó là một cái nhịp tăng luôn, nhịp tăng thôi đó, nhịp tăng. Thì ví dụ như thế này. Để mình mà xác định được một cái order flow ấy thì nó sẽ có những cái vùng nó rất là lớn, thì mình cứ theo cái lý thuyết thôi, đó là gì? Cái nhịp tăng cuối cùng trước khi giá giảm và nó giá nó phải phá đáy trước đó hoặc là phá cái mức thấp trước đó đấy. Đáy đây, ví dụ như đây mình có một cái nhịp giảm, đó là nó đã phá đáy trước đó rồi, tạo ra mức thấp hơn rồi ấy. Thì order flow chính là cái nhịp tăng cuối cùng, cái nhịp tăng cuối cùng. Thì đây cả một cái cụm này, cả một cái cụm này chính là gì? Chính là một cái order flow giảm, order flow giảm. Tương tự như những cái nhịp tiếp theo cũng thế, đây ví dụ thế, một cái mức thấp, ok rồi thì mình quay về mình tìm là gì? Cái nhịp tăng cuối cùng thì đây cũng là gì? Một cái order flow giảm đó. Thì ở rừng sau tăng thì ngược lại thôi, tăng là ngược lại thôi, đó là gì? Cái nhịp giảm cuối cùng trước khi tăng lên và phá vỡ đỉnh gần nhất hoặc là cái mức cao gần nhất, mức cao trước đó đấy, mức cao trước đó, ví dụ đây một mức cao trước đó đây đó. Thì sao? Đây chính là cái nhịp giảm của nó và nó đã giảm cuối cùng trước khi bật mạnh lên, giảm cuối cùng trước khi bật mạnh lên đó. Thì tương tự mình sẽ có những cái OF tiếp theo, tương tự vậy, giảm cuối cùng đó. Như thế thì khi mà mình xác định được những cái order flow rồi ấy, thì nó sẽ là cơ sở để mình dựa vào đó mình đi tìm những cái POI, đi tìm những cái cung cầu. Thì trong cung cầu là mình sẽ có là OB, mình sẽ có là những cái vùng flip hoặc là những cái vùng breaker block BB ấy, hoặc là SHD, DHS rất là nhiều. Đấy thì quan trọng là gì? Quan trọng là mình phải tìm được cái nhịp cuối cùng của mình nó là như thế nào. Thế nào mới được tính là một cái order flow hoàn chỉnh. Đấy thì tất nhiên là mình đã biết về pullback rồi. Thì những cái trường hợp như này, nếu mà ai mà lấy như này là một cái nhịp order flow thì không đúng. Vì sao? Vì nó chưa quét pullback của cái kênh nến trước đó này. Đó. Thì nó chỉ là một cái nhịp di chuyển bên trong thôi, chứ không phải là cái nhịp, nhịp giảm cuối cùng trước tăng hoặc là nhịp tăng cuối cùng trước giảm. Đấy thì với những cái trường hợp mà như thế này ấy, thì mình cần phải check pullback. Mình cần phải check pullback để cho nó đúng về mặt ý nghĩa. Đúng về mặt ý nghĩa. Ok, đấy thì đây là cái lưu ý mà mình đưa ra thôi. Còn mọi người có thể là sử dụng những cái phương pháp khác hoặc là theo đúng như lý thuyết, đó là ok, cứ thấy nên giảm là tôi sẽ lấy là gì? Cái giảm cuối cùng đây, cái nhịp giảm cuối cùng đây là cái order flow của mình và mình sẽ dùng cái này để giao dịch chẳng hạn. Đấy. Còn mình thì mình không sử dụng cái vùng này vì nó đem lại cái rủi ro khá là lớn. Đó thì order flow tăng và order flow giảm thì xác định nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì order flow ấy nó làm cả một nhịp, đâm ra là gì? Nó sẽ có những cái vùng nó rất là to, nó rất là lớn, order flow rất là lớn. Ví dụ ở đây nó rơi vào tầm 100, 102 pip rồi. Thì nó khá là lớn để mà mình giao dịch luôn với một cái order flow như vậy. Nó khá là lớn. Thì order flow nó là một cái mẹ, ví dụ như đây. Cái vùng, cái tròn to này chính là order flow. Thì trong order flow nó có cái gì? Có cung cầu. Đấy, thì trong cung cầu nó có gì? Nó có order block, nó có BB, nó có SHD, DHS, nó có rất là nhiều những cái vùng ở bên trong này. Có nghĩa là thằng order flow là cái thằng to nhất, là cái thằng bao trọn những cái thằng con bên trong đấy. Thì bước đầu tiên để mà xác định được một vùng ấy, thì đầu tiên là mình cứ xác định là đâu là cái order flow của mình, sau đó là mình sẽ
bóp nó về những cái bé hơn để tìm ra cái POI đẹp nhất mà mình có thể sử dụng để giao dịch. Ok, thì nếu mà mọi người muốn giao dịch với order flow ấy thì cũng được thôi. Nhưng mà cái rig thì mình cần rig ở những cái không bé thôi, tức là M15 thì mình rig cả một cái OF thì chấp nhận được. Chứ còn H4 hoặc là khung D mà mình mà sử dụng cả một cái order flow để mình rig ấy thì nó khá là rủi ro. Nó khá là rủi ro và nó khá là lớn, nên là tốt nhất là không nên. Còn ví dụ như mình mà muốn vào lệnh với order flow ấy, mình sẽ có một cái cách, đó là mình sẽ đợi giá nó bot. Ok, bot tăng bot giảm thì cũng như vậy thôi, nó không khác gì nhau cả. Ví dụ như ở đây giá nó vừa bot xong đấy, đến đây thì nó đóng bằng thân đến rồi, thì đây là bot xong, sau đó là gì, giá nó tạo ra mức cao ở trên này. Thì mình mà cần để xác nhận nó mức cao thì nó cần quét IDM đúng không, thì mình sẽ đợi giá nó quay lại, nó quét IDM thì sau đó mình sẽ đi tìm cái order flow gần nhất để mình giao dịch. Ví dụ như trường hợp này nó vừa quét IDM xong thì mình đi tìm cái OF gần nhất, là nhịp giảm cuối cùng trước khi tăng, giảm cuối cùng trước khi tăng đấy. Thì đây mình có thể là lấy cái OF này, giảm cuối cùng trước khi tăng đấy, thì mình sẽ sử dụng cái vùng này để mà bắt lên. Thì đây là một cái lệnh rig. Rig thì SL của mình nó khá là nhiều, nó khá là xa, nó khá là xa đó, nó khá là xa vì là nó đang tạo đỉnh. Nếu mà mình mà muốn TP lên đỉnh này thì ok cũng được thôi, nhưng mà nó khá là rủi ro. Nên là ví dụ như mình mà bắt được với những cái OF như này đấy thì mình nên tìm những cái thằng cung cầu gần nhất để mình làm TP thì nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thì ví dụ như trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng ở cái này thôi, nghĩa là ở cái vùng cầu ấy thôi, ở cái vùng cung này thôi, thì nó sẽ dễ khớp lệnh của mình hơn. Ngay thì SL của mình, cái vùng nếu mà mình rig ấy, thì nó cũng rơi vào tầm 38 pip, nó khá là lớn. Đấy thì đây là mình sẽ rig khi mà nó vừa mới quét IDM xong, thì mình sẽ đi tìm order flow gần nhất để mình giao dịch. Thì đây là một cách đó. Còn mà khi mà giá nó chưa tạo bot thì sao, nó chưa có bot thì sao? Chưa có bot, ví dụ như này mình có một cái nhịp mà giảm xuống, ok, và nó mới vừa quét thanh khoản hoặc là quét một cái gì ở đây, ví dụ như quét IDM đi, nó vừa quét IDM, vừa quét IDM, và đây là cái đáy cũ vì nó đã quét IDM rồi mà. Cái gì mà giá nó chưa bot thì thế nào? Chưa bot thì mình sẽ quay về cấu trúc con và mình sẽ đi tìm những cái order flow ở cấu trúc con đấy để giao dịch. Thì cái cách này thì nó sẽ rủi ro rất là nhiều, vì mình sẽ không biết được là sau khi quét IDM là nó có xuống luôn không, hay là quét IDM xong là nó lên luôn, mình sẽ không biết được. Nhưng mà mình sẽ đợi xác nhận bằng cái việc là trong khi mình về cấu trúc con ấy, mình sẽ đi tìm những cái nến EFC, EFC là nến, cái nến từ chối ấy, hoặc là những cây ERC, thì sau đấy mình nhảy vào thì nó sẽ có khả năng giao dịch được. Nhưng mà cái cách đấy thì nó cũng risk khá là nhiều, nên mình cũng không không khuyến khích, không khuyến khích. Ví dụ như trong trường hợp này là nó chưa bot và nó mới đang phản ứng lên đúng không? Ví dụ như đây nó quét đi thì mình sẽ quay về cái đoạn này, cho về cái nhỏ để mình bắt, ví dụ như M5 M1 đi xem nó có không. Ví dụ như mình sẽ đi tìm là những cái nến EFC. EFC chính là những cái nến mà nó quét thanh khoản đấy. Thì mình sẽ sử dụng những cái nến đấy, thì ở đây là không có đấy, không có nến EFC. Thì mình sẽ đi tìm những cái order flow, đi tìm những cái order flow để mình có thể là bắt theo những cái order flow đấy. Đó, thì có thể là gì, một cái đường đây là cái nến đây cũng là nhịp giảm cuối cùng đây, thì ví dụ như đây là một vùng, hoặc là gì, đây là một cái vùng tiếp theo đấy. Gì ví dụ như mình bắt cái vùng thứ hai này đấy, thì nó đã khớp lệnh của mình rồi và nó đã chạy rồi đấy. Thì trong quá trình mà nó cứ chạy lên như thế, nó cứ bot tiếp như thế, thì mình cứ đi tìm những cái order flow tiếp tục. À, để mình đợi,
để xem là nó có tiếp tục nó khớp hay không. Đấy thì đây đó, vùng này nó không khớp nhưng mà nó tiếp tục có tạo ra một cái ô đọc nối tiếp, thì đấy đây nó đã khớp rồi và tiếp tục nó cái tăng tăng lên, thì mình cũng cứ đi tìm để mình bắt theo thôi, ví dụ như đây cũng thế, cả một cái nhịp nữa. Ok rồi đó, nó cứ như thế, nó cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, thì mình cứ đi tìm những cái vùng mà mình có thể nhồi được lệnh. Thì ví dụ như cái nhịp ở M5 như này thì mình đã có là gì, một phát khớp và hai phát khớp rồi đấy, thì mình đã có hai phát khớp lệnh. Thì đây là một cách nhưng mà rủi ro khá là nhiều, nên là nếu mà ai mà muốn bắt thì cân nhắc rồi. Có một cái kiểu nữa, đó là nó cũng tương tự như cái nhịp giống như cái nhịp to này thôi. Đó, xác nhận bằng cái nhịp to, có nghĩa là khi mà giá nó vừa quay về cái order flow của mình ấy, thì mình sẽ về làm gì? Mình sẽ về những khung nhỏ hơn để mình CE lại, hoặc là mình bóp lại cái order flow đấy. Thì cái này ấy, mình sẽ không cần ITM, mà mình sẽ cần cái gì? Mình sẽ cần là gì? Cần giá nó bót. Thì khi giá nó bót một cái thì mình bắt đầu mới đi tìm những cái vùng order flow mà nó chưa bị khai thác hoặc là chưa bị MT ấy, có nghĩa là một cái vùng mà nó như thế này, ví dụ là nó xuống, nó tạo ra mình một cái, tiếp tục có tạo ra một cái nữa, thì cái đầu tiên của mình ở đây đấy, nhưng mà gì, cái nhịp tiếp theo của nó đã đi vào cái vùng trước rồi. Đấy, nó đã đi vào cái vùng trước rồi, thì cái vùng này là được tính là đã test hoặc là đã xử lý đấy. Thì mình sẽ thường CE thì mình sẽ không dùng những cái vùng này, mà mình sẽ dùng những cái vùng quần mới đây, với là cái vùng này là chưa có thằng nào lên test cả, thì mình sẽ dùng những cái vùng mới này để mình bóp về cung bé hơn, để mình bóp về những cung bé hơn. À, rồi thì ví dụ như ở đoạn này đi, nó liên tục bóp đúng không, liên tục bóp, thì đây một cái order flow. Ok, ví dụ mình cứ lấy như này cho nhanh đi, rồi đến đây nó bót tiếp, bót tiếp, nhưng mà order flow ở đây khó là khá là yếu, ở dưới này thì cũng ví dụ như cái trường hợp này thì ok bị quét qua hẳn rồi. Order flow dưới thì sao, cái vùng này thì cũng khá là khó lấy, khá là khó lấy. Ok, thế thì những cái vùng này là mình, nếu mà mình bắt là mình bị fail hết những cái vùng này rồi. Ví dụ như đây. Đấy, một cái vùng khá là nhiều lên. Ok đó, ví dụ như mình có một cái vùng ở đây, và cái vùng này là cái vùng còn mới vì giá nó mới đi tới thôi. Đấy, giá nó mới đi tới thôi, thì với những cái trường hợp như này ấy, thì mình sẽ đợi giá nó quay về, đợi giá nó quay về và nó chạm vào cái order flow của mình, sau đó là mình sẽ chuyển về những khung bé hơn, mình chuyển về những khung bé hơn để mình tìm những cái order flow tiếp tục. Thế là mình sẽ tìm trong cái khung bé hơn đấy là ok nó còn order flow hay không, ví dụ như đây nó còn cái thằng này đấy, thì chạc nãy nó chạy rồi thì cái đoạn này là không chạm rồi đấy, thì mình sẽ check tiếp, ví dụ như ở đây nó không chạm thì mình sẽ check tiếp cái đoạn này là khi nó mà tăng lên nó phá ấy, thì nó có để lại order flow hay không, thì mình lại sử dụng. Mình sẽ lại dùng những vùng đấy để mình có thể là setup. Thì ví dụ như đây nó tăng lên đấy, thì mình cũng có là một cái nhịp mà cuối cùng ở đây đấy, thì nếu mà mình dùng cái order flow là mình bắt thì đấy nó cũng có phản ứng ấy, nhưng mà nó cũng chỉ được 1 R thôi, cuối cùng là bị fail. Cuối cùng là bị fail đấy, thì cái việc để mà bắt một cái order flow hay không, hoặc là mình xe lại cung bé hay là cung to ấy, thì nó cũng không khác gì so với cung cầu, không khác gì so với order block cả đấy, vì là cái thằng order flow nó là cái thằng thằng cha và những cái thằng kia mà đấy, thì tất nhiên là nó to nhất thì nó sẽ mất công xe nhiều lần nhất, nhưng mà cái tỷ lệ khớp lệnh với order flow nó lại cao hơn vì là cái biên độ của nó rộng hơn. Mọi người để ý ấy, có những cái con ví dụ như con vàng ấy, ví dụ con vàng hôm trước, nếu mà mình không bắt theo BB nhá, mình không thóc không không bắt theo order break block ấy, thì đấy kèo của mình nó chỉ khớp ở cái order flow thôi,
Còn khi mà mình bóp nhỏ hơn ấy, thì mình sẽ có những cái POI như vậy, hoặc là những cái OB như vậy, thì da nó có khớp đâu, không hề. Đấy thì nó mới chỉ chạm vào cái order flow và nó giảm thôi. Nhưng mà đổi lại thì SL của mình nó khá là to và mình sẽ không 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 nên đoán, không nên bắt với những cái vùng to như vậy. Đấy thì hiểu cơ bản về order flow để làm gì, để đi tìm cung cầu, để đi tìm được những cái POI. Đấy, thì nó sẽ mang lại xác suất cao hơn. Và với order flow thì người ta chia sẻ đó là với những cái vùng mà order flow mà nó đã bị giảm thiểu rồi ấy, thì mình sẽ không nên dùng lại, ý là không nên bóp lại những cái OB ở trong những cái vùng như thế, mà mình sẽ dùng những cái vùng mới, sẽ dùng những cái vùng mới chứ không nên dùng những cái vùng đấy. Thì sao? Ví dụ như ở đây đi, mình có một cái order flow ở đây, đầu tiên ở đây. Đấy, nhưng mà cái order tiếp theo, order flow tiếp theo thì nó lại nằm trong, là nó đã vào nó test rồi, có nghĩa là tất cả những cái vùng ở trong cái vùng này mình sẽ không nên bắt nữa, vì là khả năng nó phi vào là nó sẽ SL, thì mình chỉ nên bắt tại những cái vùng mới thôi. Ví dụ như đây, nếu mà mình bắt mà nó fail thì tất nhiên thôi, chứ không có cái gì là chắc chắn là nó sẽ phản ứng cả. Đấy, nhưng mà người ta bảo là gì, những cái thằng mà nó đã phản ứng rồi, nó đã lên nó test, nó đã bị một cái thằng khác test rồi ấy, thì mình sẽ không nên giao dịch, mình sẽ không nên tìm, không nên bóp nhỏ hơn, hoặc là không nên đi tìm những cái POI bé hơn ở bên trong hay làm gì cả, vì là khả năng nó xuyên qua là lớn hơn. Đấy, mà mình nên dùng những cái vùng mới, nên dùng những cái vùng mới. Thì tất nhiên là đây cũng chỉ là xác suất thôi. Còn mọi người mà có thời gian đấy, mọi người có thể backtest thử xem là cái độ hiệu quả của nó đến đâu, và cái độ hiệu quả của cái việc xác định order flow và order cũ với order mới nó như thế nào, nó đem lại cái tác dụng nhiều hay không ấy. Thì mình có thể là test thử để xem thế nào. Hay còn cái việc mà vào lệnh với order flow thì mình không khuyến khích, không khuyến khích. Thì mọi người chỉ có thể là chỉ cần nắm sơ sơ qua về order flow là gì và lên làm gì với order flow thôi. Đó. Thì tất nhiên là với một cái order flow đầu tiên thì mình cứ đi tìm đã. À, mình sẽ dự ra là trong cái vùng đấy thì mình sẽ đi tìm những cái gì. Đấy, thì có thể là bóp về tìm những cái order nhỏ hơn, đi tìm những cái vùng cung cầu nhỏ hơn chẳng hạn. Ví dụ như M30 rồi là M15, M15 thì M15 đây. Chẳng hạn vậy. Giờ là gì, M15 thì mình cũng có một cái BB ở đây. Hoặc là cái vùng flip ấy, với cung cầu nó là vùng flip ấy. Đấy thì đấy, như con vàng ấy, thì chán nó chỉ lên nó chạm, nó phản ứng với cái vùng BB thôi, hoặc là cái flip của mình thôi. Chứ còn những cái vùng bóp ở M40 và M15 này thì nó có đâu có khớp đâu. Đó, nên là cái việc mà xác nhận một cái order flow nó đem lại cái hiệu quả như vậy thôi, chứ nó không phải là một cái để cho mọi người sử dụng để giao dịch. Giao dịch thì mình sẽ thấy là ở cái hại nhiều hơn lợi. Ok, thì đây là cái video nhanh về cái việc là order flow là gì và tại sao mọi người lên đi tìm order flow để đi bóp những cái vùng bé hơn, để đi xử lý những cái vùng bé hơn, nó là như vậy. Ok, rồi mọi người mà thấy hay hoặc là đem lại cái ý nghĩa cho mọi người thì mọi người có thể là like, share cũng như là comment bên dưới nếu mà mọi người có ý kiến khác về order flow. Ok, cảm ơn mọi người.